Hello mọi người, mình thì đang chuẩn bị ra mấy ở sân bay để mình đón Dương Thiệu Quốc Học. Tại vì mình cũng đi Hà Nội cũng nhiều lần rồi các bạn ạ, thì mình cũng gặp một số anh em Hà Nội và Bắc Ninh chơi rất là nhiệt tình và vui vẻ. Đợt này thì mình có một cái rất may mắn là có một cái giải ẩm thực Trần. Và đây là một cái cớ để mình có thể mời anh em ở Bắc Ninh và Hà Nội vào để cùng giao lưu với lại bên Sài Gòn. Thì mình cái việc là mình mời Dương Thiệu Quốc Học vào không phải là vì là Dương Thiệu Quốc Học là trước đây đánh là cái giải có 5.000 đô đó các bạn ha. Thì bây giờ là đánh cái giải ẩm thực Trần này mình cũng không quan trọng thắng thua. Chủ yếu là anh em gặp nhau là vui rồi. Là mình cũng dạng kiếm cái cớ thôi anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào sân bay để mình đón Dương Thiệu Quốc Học, và ngày mai sẽ có cái trận thi đấu của bên đó, thì mình cũng sẽ cố gắng mình sẽ quay lại và có thể là mình trực tiếp để chia sẻ với anh em. Rồi vậy nha các bạn nha, mình đi vào sân bay cái đã, tại vì mà các bạn mới gọi rồi. Ok. Qua đây đi, qua đây đi, qua đây này, lên trên này này, cho nó lên trên kia kìa. Đây đây các bạn này, đây. Mệt không? Mệt không? Đâu rồi cái thằng điên này nè, mày sao mày để chứng minh nhân dân cũng mất là sao? Tao đưa cái mặt mày lên. Bỏ vào. Còn cái này cái gì đây? Trả luôn rồi cổng anh ơi. Cái này để em to để em dưới. Trả luôn rồi cổng. Anh Tuấn Anh. Ơi. Cái này to. Được, bỏ vào trong đi. Đang tìm chỗ em thấy. Đây đi đường này mà. Đâu anh? Dạ. Ở đây này chứ. Cửa này, cửa này, cửa này, cửa này, cửa này. Anh ơi. Anh ơi. Thank you.
Anh thì ở kia bên kia. Sau 2 ngày thi đấu thì các bạn cũng thấy rồi, bên VNB mình cũng rất là cố gắng rất là nhiều, nhưng mà do có vẻ hơi kém may mắn một chút nên là Thiều Quốc Học với lại một số anh em thì cũng kết thúc cái buổi thi đấu rồi các bạn. Nên là bây giờ mình dẫn anh em của miền Bắc thì ghé bên sân Châu Dương để giao lưu với anh em. Kiểu này mình phải mời anh em miền Bắc vào giao lưu miền Nam nhiều nhiều chút, hay làm giải nhỏ nhỏ luôn đi. Giải làng VNB. Mình chờ cỡ chỉ khoảng 16 anh em gì đó thôi rồi mình trao cái giải cúp ăn nhậu. Vậy là sau 2 ngày thi đấu thì bên VNB mình tham gia là bốn cặp đôi nam các bạn. Nhưng mà do thì ban đầu cũng đụng với nhau thì cũng rớt mất 2 cặp rồi. Sau đó vô trong nữa thì cũng không tiến sâu được các bạn ha, cũng rất là tiếc. Thì nói chung là đi thi đấu thì mình cũng mong muốn là cũng phải có cái gì đó thắng thì anh em cũng sẽ vui hơn. Nhưng mà tuy thua thì nhưng mà mình cũng chưa có suy nghĩ là mình phải đặt thành tích cao hoặc đặt nặng với vấn đề đối với anh em cả. Thực ra anh em miền Bắc vào đối với mình thì mình cảm thấy rất là vui rồi các bạn. Tại vì mình đi miền Bắc cũng nhiều lần rồi, anh em tiếp mình rất là nhiệt tình. Là mình cũng thấy cái vấn đề đó là mình cũng quý trọng anh em lắm. Nên là đợt này thì cũng là một cái cớ, một cái duyên để mình kêu gọi anh em vào với một phần nữa gặp gỡ để giới thiệu cho anh em ở Sài Gòn gặp gỡ với nhau miền Bắc. Thì mình thấy những cái việc mà giao lưu như vậy rất là hay. Mình hy vọng là qua cái năm mới này thì mình cũng sẽ cố gắng có những cái kinh phí nhỏ nhỏ để có thể là làm một cái giải đấu, có thể mời miền Bắc, miền Nam vào để cùng thi đấu với nhau thì nó cũng sẽ rất là hay và đem đến những cái trận đấu hay để anh em chúng ta có thể xem các bạn nha. Rồi một lần nữa cũng cảm ơn Dương Thiều nè, anh Tuấn Anh, Quốc Cơ Học, rồi một số anh em ở miền Bắc nữa cũng đã vào đây chơi cũng rất là vui rồi. Hy vọng lần sau thì chúng ta cũng sẽ có những cái buổi vui vẻ hơn nữa và có những buổi giao lưu cầu lông thì nó nhiệt tình hơn nữa các bạn nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.